tới rồi này, tới rồi này cả nhà. Bữa vừa tới nè cả nhà ơi. Đó, đồ ăn bây giờ của Hương Xưa bột. Cái này những cái bột của Hương Xưa luôn nha quý vị. À, bột Hương Xưa làm ra luôn quý vị. Tôi chào mấy anh chị. Dạ, alo anh Thiện. Test rồi, test rồi. Những người này. Alo chị. Ở đây những cái anh chị là test rồi nha quý vị. Test test xong rồi nghe mình lên đi. Alo chị khỏe không? Dạ chị. Dạ. Mọi người test xong thì test nhanh đấy quý vị. Test nhanh thì mình sẽ còn ai mà bị rồi thì không được lên đây nha. Ok cả nhà, chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Và bình an. Thôi mới vừa tới thôi à. Dạ. Mới tới à. Những anh chị đẹp không à? Đó, đẹp không? Ai cũng đẹp hết trơn á. Dạ. Dạ. Tại vì tập á. Ok, tập á. Tập gym á, chứ lại yoga kia đó. Dạ, đúng rồi, nó gọn lại. Tại vì áo này nó rộng lên chứ, gọn lắm. Dạ, gọn. Dạ, không có bụng. Anh chị mới tới hả? Biết mà. Dạ. Dạ ốm cũng vô mà. Dạ, em mặc đồ rộng nè. Ở đây là anh Thiện, bên giám đốc truyền hình Today TV. Dạ, anh chị, hai vợ chồng. Nè. Bánh các loại bánh, bánh luôn, các loại bánh nè. Cái này là của bột Hương Xưa hết nha quý vị. Hương Xưa hết nha. Dạ. Cái này thiếu cái chị gì vậy? Buồn quá ha. Đồng nghiệp thôi. Đúng rồi, năm lần nào gặp chị. Để kêu bà chị ra đây mày. Thôi chờ chị ấy để chị tí hiểu chút đi. Để em quên. Đây cả nhà. À, chị mấy hồi lúc dịch tới giờ bây giờ mới gặp, bây giờ mình là đến công ty của chị Thái Bình quay lúc nãy rồi đó, là giới thiệu cho quý vị đó là một chuỗi mới phải không chị, một chuỗi mới tại quận 5 á. Dạ, bây giờ mình sẽ quay những cái sản phẩm mà từ bột Hương Xưa nghe, 300 loại bột mà làm ra những cái bánh và những cái loại bột cho quý vị sử dụng á, nhưng đặc biệt là Thái Bình rất là thích bột bánh sàn Hương Xưa, quý vị thấy biết rồi đó ha. Rồi mình sẽ quay cái nhà xem nha. Đây chị Chi nè. À. Giờ mình sẽ quay nha. Đây một món nè, hai món nè, ba món nè. Bốn năm món nè. Đây là bánh gì chị? Bánh bông lan. Đây bánh mì nhà làm đó quý vị. Cái này là từ bột Hương Xưa làm ra hết. Những cái bánh này là Thái Bình đã làm cho quý vị đó. Đây.